hôm nay tôi rất là vinh dự được đến đây tham dự cái lễ dâng lên tai của các cháu, và tôi thấy hôm nay là không khí rất là đẹp, và thứ hai là các cháu được thầy báo cáo là trong thời gian 3 đến 4 tháng và các cháu đã thuộc bài rất tốt, và rất nhiều được các cháu được lên tai. Đây là một cái phần thưởng cho bản thân các cháu, bởi vì các cháu được rèn luyện thân thể này và được ngoan, bởi vì các thầy dạy cho các cháu là cái đạo đức là người, 6 điều tâm niệm các cháu rất thuộc rồi, các cháu đã đọc thì tôi thấy là rất là phấn khởi, bởi vì thể dục thể thao mà rất là môn võ thuật đấy, là chúng ta phải rèn trở thành con người tốt, và chúng ta có sức khỏe tốt thì mới học tốt được. Là chính vì vậy cho nên là rất là tâm đắc, và các phụ huynh học sinh đây là rất mừng phụ huynh học sinh đang đến đây đưa các cháu đến đây, các con các cháu đến đây tập luyện là một cái điều rất vinh dự cho võ đường Thanh Phong. Tôi đã được tham dự và đã theo dõi võ đường Thanh Phong là rất lâu, và tôi thấy rằng là võ đường Thanh Phong là võ sư Hoàng Thanh Phong là một con người rất là chân thực, và một huấn luyện viên rất giỏi của huấn luyện viên của đội tuyển Pentax nước Việt Nam, đã đưa cái môn Pentax đã là rất nhiều huy chương cho về cho tổ quốc. Rất nhiều học sinh của võ đường Thanh Phong này là huấn luyện trực tiếp của võ đường Thanh Phong và đã được huy chương vàng thế giới, rất vinh dự cho võ đường Thanh Phong. Và trong quá trình mà đây thì võ đường Thanh Phong không những đã tạo dựng được 60 điểm của Hà Nội trong cả nước, và võ đường Thanh Phong này đã trực tiếp đi huấn luyện rất nhiều nơi như là công an, tức là của trường an ninh của Công an, để đi dạy ở chỗ trường cái đội kiểm lâm toàn quốc để đưa cái môn võ này bảo vệ và trường cũng như là đưa sức khỏe của cái môn võ này bảo vệ cho các nước. Chúng ta thấy là những cái năm lịch sử là môn võ của chúng ta là rất là vinh dự, là chống bỏ sân với cái năm lịch sử, và hiện nay các cháu đã là tiếp tục tập luyện và rèn luyện thân thể để đem gương tấm gương của cha anh chúng ta. Thì chúng tôi hôm nay là thấy là rất phấn khởi, không nói gì hơn nữa, thì chúng tôi xin kính chúc là tất cả các vị đại biểu cũng như là các võ sinh võ sư được năm sức khỏe mới và thành đạt rất nhiều trong cái cuộc sống hôm nay. Xin